Thì đó, bởi vì mình nói để cả nhà kinh nghiệm, mà con tin nó nói là bây giờ cái đó bị lừa nhiều, tại đa Chào cả số. nhà. Còn vài ngày nữa là má bà ngoại đến rồi và chị Thơ nữa, nên là hai vợ chồng đang tranh thủ clean up dọn dẹp nhà cửa. Trời ơi, nguyên cái mùa hè này á mà nó được có vài trái à. Bầu quá cả nhà thấy không? Để đi chiếu nha. Nè, cái cây bầu của Thi nè, giờ cây nó đã bắt đầu héo héo rồi, vàng khè đó. Đó, cái trái này bự nhất nè. Đó, để dành cho lúc bà ngoại qua mình hái rồi mình nấu canh bầu cho ngoại ăn. Và có vài trái đây nữa. Đó, có trái này nữa. Không biết tại sao mà năm nay không có được mùa cả nhà ơi. Cây thì cà chua. Cà chua thì có chút xíu à, nó không có được tốt. Thì chiếu đằng trước ông Huy làm gì nha. Đi chưa, xịt cái này thấy sạch dễ sợ nè. Anh thấy sao anh? Sạch đó hả? Ờ. Nó khô cái khác. Và anh phải Ờ. đợi cái cap của cái quýt đi rồi về anh mới trim hết mấy cái Ờ, này đang nữa. mua hả? Đấy, vô Ờ. cùng. Ok, bữa nay Cũng qua cái này ha, chưa làm được ha. bởi hôm bữa mình xịt rồi ấy, nhưng mà dơ lại ha. Ờ. Tranh thủ Labor Day làm việc. Phải nói ngày Labor Day mình phải nghỉ, Labor Day mình làm việc đó. Tại vì bà ngoại với Thơ gần tới rồi, vui quá mà Làm mình phải gì mình phải sửa soạn thôi. trời, mũi căng quá trời, mũi căng. Ồ, rồi. Trời, đây đi là mũi nó yêu đây đi lắm. Mỗi lần đi ra vườn là bị Phát bị nó nóng rồi. chích quá trời. Còn Thi là không có chích. Mũi nó không có yêu cái Thi. Anh mũi nó không thích em, Máu của em không có tốt, máu của anh tốt. không dám đâu, tại vì anh á mồ hôi nhiều nó nghe cái mùi á nó bu vô, còn em á ít ra mồ hôi nên nó không có thu hút, nó không có bị cắn. Huy sợ ra vườn lắm, bởi vì ngoài đằng sau nhà Thi đất rộng lắm nhưng mà đâu có trồng cây ăn trái gì đâu. Chỉ có hai cây cái pear thôi, một Rừng nhiều cây. nó mũi nó nhiều. Ừ, năm nay không có cây nào mà có trái. Ừ. Thôi ơi ba thôi mình sửa soạn trong nhà tiếp nha cả nhà. Ở trên này nó build cái, anh thấy cái building nó build Amazon đó. À đâu anh à? YFPA á. Ồ, cái đó là Cái warehouse Amazon đó lớn hả? quá hả? Chắc. Ồ, vậy mình mua đồ Warehouse. Amazon á, cái người ta ship về lại hả anh? Và được. Ồ. Vậy là nhanh lắm hả? Tùy Đúng không? theo tùy Vậy theo là cái mỗi cái warehouse nó carry những cái chiều, nó coi cái người vùng này người ta mua cái gì nhiều, hiểu không, thì Trời. nó carry cái chỗ đó nhiều. Vậy là cái warehouse Amazon đây nhà có lên không? Thí dụ à thì nó build ngay đây nè. Có không? Chắc Đây more job đúng không? là warehouse rồi, cùng một building kế bên nó build một cái building gì nữa, một cái không Không biết à? biết warehouse là cái factory cái gì, nó build một cái building kế bên lớn lắm. À. Cái chỗ đó cornfield hồi xưa đó. À. À. Oh Anh quẹ gãy tùm lum tùm la cái chân bị thẹo á chân hả? thầy không mà lo gì hết.
thẹo sẵn rồi, chó thẹo luôn. Huy lụm cây à. Hôm bữa mình xịt á, mình không có hai cái chai này á thì xịt hoài nó không có sạch cả nhà. Bây giờ mình đổ hai cái chai này vô cái bình này hả, cái bình chỗ trắng trắng anh. À, chỗ trắng trắng thì thấy nó rất là nhanh. Phải không anh? Ồ, bởi vì mấy cái professional bỏ cái đó vô phải không? Nó sạch phải không? Phải có chứ, nó mới lèn chứ không thôi làm hoài sao chứ. Tốn nước, tốn đồ rồi. Ok, xịt đây rồi, xịt cái bình hồng không? Bình hồng đó đó. Rồi chỗ cây là cái pe đó. Xịt chút nữa đó. Cho nó sạch. Rồi, ok baby, I'm gonna start. Sạc tiếp ha, ok, đem vô clean trong nhà. Cửa Lucky làm gì đứng đó nhìn kìa. Thôi Lucky. Anh Huy đứng nghỉ mệt đó anh. Wow, sạch quá hả. Wow, cái này là sự khác biệt nè. Đây trắng bóc à, đây đang thùi à. À, bữa tội nghiệp tim giá sợ đứng xịt lâu ơi là lâu luôn. Mà có ra đâu, tại vì mình không có mua hai cái thuốc đó. Cái thuốc hai cái bình này đó cả nhà. Rồi làm việc tiếp đi anh. Rồi để cho nó xíu cho nó thấm cái đó. Ủa vậy hả? Ủa anh tưới lên trước hay sao? Clorox trước à. Clorox xịt sao? Xịt từ trong này ra nè. Mình xịt một chút xíu mình làm hả? Đúng rồi, phải để nó thấm chứ mình mới xịt liền. Để nó break down mấy cái này mình mới xịt chứ. Xịt liền đâu có được. Vậy, vậy là hai ống khác nhau hay sao? Xịt vòi nè. Ủa? Vòi này có mấy cái indicator here. Cái chỗ là có sốt, nó ghi cái này sốt à. Turn cái này nó chạy ra. Ok ok. Dạ mình phải turn đó. Đó, cái máy này mua ở Costco nè. Cái hiệu này tốt quá. Xài được lần thứ hai rồi đó. Costco Vol nè. Ừ. Hôm bữa mấy cái nhà cho mướn á, tại mình không có thời gian nên mình kêu người ta xịt đó. Người ta đòi 350 không. Nhớ anh. Không, nhiều khi mình đã tốn tiền có những cái mình nên spend, chứ còn mình đi làm thì đâu thì giờ đâu. Mình xịt cái đó là mất hết cũng cả mệt ngày đó. Tại người ta xịt tuốt lên cao luôn. Mấy cái vinyl trên cao ha. Mình đâu có cầu thang đâu. Ta có business này kia. Mình làm mình đâu có liability. Không, mình xịt nhà mình take time ok. Hả? Ví dụ người ta làm, ta có dụng cụ, ta có equipment. Còn mình đi tìm equipment không là thấy hết ngày hết giờ rồi. Ví dụ anh Bình làm cái wood floor đó. Có đủ hết. Nail, đầu đóng, máy đóng. Máy đóng rồi thu đầy đủ thu những cái thu nó cần thiết. Mình rồi. Đâu có mua. Rồi mình đi mua mấy đó không thôi là thấy. Hết tiền à. Ừ, bởi vậy. Mà như mình xài mình... maybe one or twice. Mình không có tham. Professional đúng rồi, mình phải mướn chứ. Cái kinh nghiệm của người ta nữa. Đúng không anh? Không, mà bây giờ mình nói mình mướn ai làm, tao tới chặt mắt là ủa sao mắt quá vậy? Ủa làm cái này đâu có gì đâu à, không phải, mình không phải trả cái job này mà mình trả cái kinh nghiệm của người ta, chứ không phải mình trả cái job. Mình thấy nó giống như mình đem xe ngoài thờ nó làm, nó chặt 100 đồng một giờ hay là 110 đồng một giờ, nó cũng sao mắc vậy, thằng này sao chắc đâu có sửa gì đâu, đâu có làm gì đâu. Nhưng mà thật sự đó, mình trả cái kinh nghiệm, mình trả tiền cái shop của người ta, mình trả tiền kinh nghiệm của người ta, cái kinh nghiệm nó important. Mình phải trả mấy cái đó, để nó qua cho mình. À, đúng rồi. Ví dụ người này có thể rẻ hơn người kia một chút, nhưng mà không có nhiều đâu. Ủa, anh mới order cái gì phải không? Không. Mới order cái gì về đó? Ừ, cái USB với lại cái wax đó. Ồ, với lại còn điều nữa. Mình, thí dụ nhà nào đa số là cũng order trên mạng á anh. Cái nó gửi cái text á, là nó... nó nói là cái UPS á mình bị miss, nên bây giờ mình điền vô cái nhà miss, tại vì mình sai địa chỉ á, giờ mình điền vô địa chỉ ha, nó có cái link á, mình bấm vô cái link mà điền vô địa chỉ rồi bỏ credit card vô á, thì nó giống như nó chạc 99 cent nhỉ, ý vậy đó, để cho nó đi một trip nữa. Anh biết sao không? Hôm bữa em thấy cái đó, cái em click vô, cái em cũng điền địa chỉ, tại em tưởng làm ghi sai địa chỉ, em cũng order đồ trên mạng á, cái nó kêu bỏ information rế cạc, cái em đâu có ngu đâu, em đâu có bỏ vô, anh hiểu không? Cái hỏi KC á, em click vô đó, em click vô đó làm chi vậy? Thì wow. Em tưởng là wow. Em
Em tưởng là nó sai địa chỉ UPS thiệt mà, cái website của nó đó. Website đó là cái website giả, biết bao nhiêu cái trong đó. Thì đó, bởi vì mình nói để cả nhà kinh nghiệm, mà con tin nó nói là bây giờ cái đó bị lừa nhiều, tại đa số người ta order trên mạng á. Cái nó em bỏ credit card vô á, nó không có lấy 99 cent, nó còn lấy nhiều hơn 99 cent nữa. Bởi vì em không có ngu đâu, em bỏ credit card. Nhưng mà con tin nó nói lít vô cái website của nó là nó bị giống như nó hack vô cái phone của mình. Nó đúng biết rồi. Hết information Apple Pay gì nó biết hết luôn. Ừ. Nhưng mà em cũng không có xài Apple Pay như. Cái gì này. Cái gì cũng vậy, nhà băng cũng vậy, băng online cũng vậy, không có xài bằng cái phone. Tuyệt đối. Ai mà gửi cái gì mà nó mày cái bỏ này credit cũng mới card cho mấy chục xe này kia, nó đủ loại thủ đoạn hết đó. Thì nó lừa đủ thứ Messenger rồi mình đỡ nó, ví dụ mình có order cái gì trên UPS á, cũng có gói bao này, cứ đợi đến cái ngày hàng còn nó có đến không, nó không đến là mình pick điện thoại mình gọi thẳng lên UPS có cái tracking number, chứ còn email mấy cái đồ kia là UPS gì, cái chỗ mà mình order đó giống như hàng Amazon hay gì đó, UPS or anything, nếu dụ nó ship ở UPS em can call UPS, you got a tracking number, call them. Chứ còn mà lên online này, cái mày bỏ 99 credit card number là it's no such thing. Nên nay mình bị miss cái delivery, bây giờ mình phải chạp tiền để cho nó làm second delivery. Ý không có second delivery, you miss the delivery á, thì nó sẽ delivery the next time, nó không bao giờ chạc, không có ai chạc hết. Bởi vì cái này ghê ha. Đó, mọi người nhớ cẩn thận ha. Ok, làm tiếp đi anh. Đừng nóng lên, mệt quá. Hả? Đừng nóng lên. Nóng nóng rồi. Đây đi xịt sạch quá ta. Được good job. Ngày nay bữa đen thùi à. Mô đen thùi. Hả? Đẹp á anh? À, trời ơi. Rửa nhà rồi, giờ đi rửa xe à? Lâu rồi. Trời ơi, lâu xe hoài trời. Hả? Ừ. Hôm nay nguyên cả ngày thấy làm việc rồi giờ lâu xe á anh. Ừ. À. Cũng làm việc vậy. Chăm sóc girlfriend hả? Hả? Chăm sóc girlfriend. Mà chờ. Xung có bây giờ nó được chờ. Dán đâu. À, cái chỗ cây lê nên xịt cũng sạch nè. Thì mày cả. Dạ. Sạch này. Nhưng mà bên trong anh không xịt hả anh? Cái chỗ mà cái cây bầu á. Cây bầu không sạch hả? Ồ, nó chết cây hết hả? Ồ, chỗ này còn dơ quá nè cây. Nhưng mà giờ mình phải đợi hết mùa hè ha. Tháng 11 á anh. Hết trồng cây rồi mình xa ra xịt tiếp anh hả? Đúng không? Chứ bây giờ xịt cây nó chết phải không? Phải không? Sao vậy anh? Ồ, vậy hả? Thôi xịt nước không ha? Anh! Cắt hồi trưa đến giờ hả? Cắt nhỏ xíu vậy? Ừ, cắt nhỏ đẹp chứ. Trời ơi, sao anh cắt hết bông hồng rồi trời? Rồi cây xí thấy ba cây nó cao không con? Cây xí hai. Con thấy cây nó còn cao không? Hả? Mẹ nghĩ hơi bị hơi bị cao. Chứ nó còn cao quá, nó che cái nhà hết trơn à. Okay, you should do under the fence, under the white fence. Chứ này vẫn cao hơn cái fence. Thấy không? Mẹ nghĩ tới đây nè. Cái gì? Yeah. Đây nè. Trời ơi, cái đây đi cắt hết bông hồng của mommy luôn rồi. Trời ơi. Tội nghiệp daddy cắt rồi chưa đến giờ không ngủ nữa anh ơi. Này anh thấy không? Đứng nó che hết cái nhà nữa cái nhà rồi. Ôi trời ơi. Anh cắt hết bông hồng luôn anh. Ủa nhưng mà anh sao anh để bên đây nó cao vậy? Cắt bớt cái này đi. Nay đây đi làm việc cực lực luôn ha.
Rồi. Bên này bắt đầu đầu tháng 9 rồi. Trời vẫn còn nóng quá trời ha. Trời nóng lắm, 9 mấy độ không á. Nãy giờ thì chùi cửa sổ cho nó sạch nè. Thì mùa hè cũng gần hết rồi. Lâu lâu mình cũng phải chùi cửa sổ kiến này nọ cho nó sạch đó. Có cái này chùi thấy đã dễ sợ luôn á. Nó không có bị rằn rằn. Anh Huy thì làm ở ngoài, Thi thì làm ở trong. Chị Cam Linh á, bây giờ là đang chuẩn bị đám cưới rất là bận. Và chị Cam Linh ở Virginia rất là muốn về đây đón bà ngoại từ sân bay. Nhưng mà chị Linh mới gọi Thi á, chị Linh nói là chị Thương đang bệnh á. Mắt nó đau mà bị đỏ, đỏ lên á. Nên không biết từ đây đến đó đó có đỡ không. Nếu mà không đỡ là chắc cũng không có tới đây để đón ngoại. Tại từ Virginia đi về đây chỗ Thi á là North Carolina mất cũng 6 tiếng á. Tội nghiệp chị Linh, chị cũng muốn chạy về đây chị đi đón ngoại với thơ cho vui. Nhưng mà bây giờ không biết làm sao. Thôi bên ngoài anh Huy đã cắt cây gọn gàng sạch sẽ rồi. Hôm nay ghế đã tới rồi. Cam Thi order 4 cái ghế trên Amazon á, mới có 2 ngày giờ tới rồi. Rồi để lát mình mở ra mình quay coi coi đẹp không ha cả nhà. Cái màu này màu kem. Không phải màu trắng anh. Màu kem mát sơn nhà mình hơn phải không? Ok, để mình gắn thử coi khó không ha. Rồi có gì quay after. Đây là một thùng, này là hai cái đó. Đúng rồi. Coi nó có bị hư gì không, rách gì không. Lucky là anh em. Cái này nhá, cũng láng ghê nha. Giống như nhung anh ơi. Dễ chùi phải không? Rất là lông chó. Nó dễ chùi hơn. Ủa? Đúng không? Kéo cái gì? Rồi Thi chiếu đây là before nha. Lát Thi ráp ghế xong rồi chiếu after. Cái phòng này là ở trong nhà bếp á. Anh Huy đang chuẩn bị cho nhà ráp vô. Mua có 4 cái ghế à. Cái bàn này cũng nhỏ đó. Được rồi. Đó. Đây bỏ vô cái chân á. Họ bỏ vô cái bóc này nè. Hồi nãy hỏi ủa sao không có cái chân ai nhà này, mở dưới đây ra thì có cái chân. Thấy bốn cái chân rồi. Mới gắn được một cái nè cả nhà, anh Huy nằm dưới đất. Thì cũng phụ anh Huy gắn á chứ, hai người. Tại mình làm sao cho nó cân bằng á, bốn cái chân á cho nó không có trong trên trong trên. Hên hả? Ừ. Nó có hai cái ốc, ốc trên, ốc ở dưới. Ốc ở trên mình siết nó lại á, thì cái chân của mình nó vênh ra. Mình make it short. Còn cái ốc dưới á, mình siết nó lại á, thì nó pull back, thì make it long. Ok, thì đó, bởi nãy giờ chỉnh thì nó hơi bị lâu. Thấy cũng được quá hả? Màu kem dễ thương chứ. Lucky làm sao chân đây đi hả? Lucky đâu, Lucky đâu, Lucky đâu, Lucky đâu, Lucky đâu. Cái loại này á giống như nó bằng nhung mà láng láng vậy đó, nên cũng dễ chùi. Đằng sau nè Thi mới gắn cái này khóa nè. Giống như là đeo để sau cũng đẹp ha. Nè hôm nay á Thi đang làm sợi bạch canh tươi tại nhà nè. Tại vì Thi có hỏi má là má muốn ăn cái gì, bún bò, phở hay là bún riêu hay là bánh canh, cua. Thì má nói thôi bánh canh đi. Nên Thi đang làm bột để làm những sợi bánh canh đó, rồi mình cất trong tủ lạnh. Rồi đó, sau đó mình sẽ nấu nước. Rồi Thi sẽ bỏ bột vào cái khuôn ép bánh canh này. Rồi bây giờ mình bỏ bột vào khuôn. Rồi bây giờ nước pha sôi mình để răng tăng ha. Mình bóp ra ha. Ủa
cái gì thấy đẹp không con? Mình để cái này đụng vô cây cái mặt nước á, để cho nó rớt xuống á. Đó, cái này thấy không? Rồi, nó sẽ rớt nè. Xì khoan nè. Yes, sắp trơn. Yeah. Đó, quay này nè, quay cái bánh đó con. Ủa con không quay cái bánh, quay gì vậy trời? Quay cái bánh nó nổi hả? Rồi đó, thấy nó nổi không? Thank you. Thank you Casey. Đúng rồi, Casey vui khi ngoại gần tới không con? Yes, I'm so excited. Yes. Casey đón ngoại không? Yes, I'm gonna skip school. Trời ơi. Yay, bắt ngoại. Ok, rồi. Rồi cái nổi lên rồi, mình vớt qua cái thau đá này nha. Rồi cái gì ta? Trời ơi, mỗi lần mình in nó ra cái đóng luôn. Hôm nay thì làm công thức là một bột gạo và gần một rưỡi bột năng. Thì nếu mà ai không thích dai thì mình làm bột gạo nhiều ha. Còn thích dai thì bột năng nhiều. Mở đèn sáng nha. Ở đường này đường vàng nên mình thấy nó vàng nhưng mà thật ra nó cũng trắng lắm. Nè, trắng bóc à. Đó, được hai rổ bự luôn á. Wow, này mình ăn bã luôn. Nếu mà mình đi mua ngoài á thì mình không có được ngon bằng nhà làm đâu cả nhà mà. À, sợi bún dài thon nè. Wow. Thấy không? Sợi bún dài dễ sợ. Chanh á. Nếu mà mình làm nhiều quá mình ăn không hết á thì mình bỏ trong giấy ráp á từng cục cục như nè. Cái lúc mà mình thèm ăn á cái mình nấu nước dùng cái mình bỏ nấm, bỏ thịt cua đồ vô cái mình ăn ha. Mình có sẵn như nè. À, cả nhà. Rồi cái này á, là bánh giò thì mới làm nè, cũng không được đẹp nên không có quay cho cả nhà thấy nè. Gói thì cũng đơn giản, mình để cái ráp ở dưới cái lá để cho nó tiết kiệm lá và nó không bị rách nữa. Đó, làm nhọn nhọn nó lên nè. Ok, đi làm tiếp nha. Cái ghế anh Huy đã gắn mới xong đây cả nhà. Ồ, thì cái bàn cũng ok nên là mình chỉ cần thay bốn cái ghế thôi, tại vì cái ghế của Thi á, nó bị cũng lâu ngày cũ rồi đó, nên mình thấy cái ghế màu này nó cũng đẹp ha. Rồi before and after cả nhà thấy ghế này ok không? Ok rồi thì chiếu cái tủ lạnh nữa nha. Có một chị kia nói là không biết tủ lạnh có khớp không. Nè thì chiếu tủ lạnh cho cả nhà thấy nè. Tủ lạnh đây, hôm bữa là nó không có khớp. Sau đó thì anh Huy á remove cái cabinet ở trên cao đó. Mấy cái cabinet anh? Hai cái nó gọi là brick cabinet. Mình modify đó, mình cắt nó ngắn lại, mình gắn cho được. Đó thì bây giờ tháo ra rồi để dưới basement á. Anh Huy tự làm á cả nhà. Thấy hay không? Khó không anh? Không có mấy con ốc rồi thôi nhưng mà. Ok. Rồi giờ vừa khích ha. Cái khó mới là vào trong. Cái khó mới là mình phải cắt nó ngắn lại. Một cái tủ thì không sao nhưng mà cái cửa mới là vấn đề. Cái đó khó anh ơi. Thì đó, bây giờ là cái ở trên tủ lạnh là trống. Không, nhưng mà cũng chưa sơn lại cái đó. Nếu mà sau này gắn cái tủ lại, modify lại, đâu cần phải sơn chưa. Mà không biết có làm modify cái cửa, cái cabinet đó được không nữa. Không biết có nhiều tiền không. Thì đó, bây giờ vô được là được rồi. Đi mua đồ nghề đó. Tủ lạnh ok là cả nhà. Rồi thôi, Cam Thi cũng đang không nhưng mà mình ok nhưng mà ok thôi nhưng mà chưa xong. Cảm thi cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video clip này nha. Thank you cả nhà for watching and see you next time. Bye bye.